Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với VN Channel. Lại là VN nha. Mình chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là thành công, lúc nào cũng lạc quan về ưu đời trong cuộc sống nha các bạn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một điều, đó là những cái bí quyết mà tỏ tình, mà đảm bảo rằng các bạn tỏ tình một lần là các bạn bảo đảm là thành công luôn nha các bạn. Tin không? Các bạn có tin VN không? Thì các bạn ơi, trong cuộc đời chúng ta đều chắc chắn rằng một điều, đó là ai cũng sẽ có một cái cảm giác đó là yêu mến một người nào đó. Thì khi hai người trò chuyện với nhau, tìm hiểu về cái sở thích của nhau, sẽ có một cái thời điểm mà bạn muốn bày tỏ tình cảm với lại cái người mình yêu, đúng không? Thì cũng có khi là các bạn lại không muốn bày tỏ vì các bạn sợ bị từ chối, nên các bạn không có dám nói ra. Vậy các bạn biết cái thời điểm nào là cái thời điểm mà thích hợp để chúng ta bày tỏ không các bạn? Là cái thời điểm mà bạn xác nhận được tình cảm của cái người kia đó, bạn cảm nhận được người kia cũng dành cái tình cảm cho bạn, vì vậy mà bạn sẽ cần cái mà mình sẽ gọi là chuẩn bị để lên kế hoạch kỹ lưỡng để mà tỏ tình. Chứ không phải muốn tỏ tình đâu, tỏ tình bậy bạ, nó đâu có chịu đâu, nó từ chối đó nha. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ 6 cái bí quyết tỏ tình mà đảm bảo rằng một lần các bạn tung chiêu là các bạn sẽ thắng luôn nha. Ok, chúng ta sẽ vào bí quyết thứ nhất đây nha các bạn. Bí quyết thứ nhất đó là mời nàng đi ăn và nói lời yêu. Con đường nào cũng qua bao tử hết đó các bạn, đường yêu cũng vậy luôn đó. Thì nếu các bạn chưa tìm ra được một cái cơ hội để nói cái lời yêu với người con gái mình thích á, thì hãy cố gắng tìm một lý do để mà mời cái nàng đó đi ăn. Nếu mà nàng có tình cảm với các bạn thì chắc chắn là không có đời nào mà nàng từ chối các bạn đâu nha. Thì vì vậy các bạn hãy nắm lấy cái cơ hội này để nói ra một cái câu, đó là gọi là anh yêu em. Những cái gợn nến lung linh, một bó hoa hồng và những cái lời nói đến từ cái trái tim của bạn sẽ khiến cho đối phương rất là rung động nha. Thì có lẽ sẽ không còn cái cách nào mà gọi là bày tỏ nào hay hơn cái cách này đâu nha các bạn. Thì tuy nhiên các bạn hãy lựa chọn một cái nhà hàng hay là một cái quán ăn yên tĩnh thích hợp cho một cái cuộc trò chuyện của riêng của các bạn nha, để tỏ tình, chứ không phải vô quán bar để tình rồi tỏ tình chả ai nghe đâu nha các bạn. Đó là bí quyết đầu tiên nha. Bí quyết thứ hai đó là hãy cùng nàng đến một cái quán cà phê và hát tặng một bài hát. Wow, cái ý tưởng này nó hơi mơ mộng chút xíu nha các bạn, nhưng mà cái độ thành công cũng khá là cao đó. Nhưng mà chỉ dành cho những cái bạn biết hát thôi nha. Thì bạn biết hát và bạn đàn giỏi nè, mấy cái này mới được, chứ như mình mà hát dở quá không ai nghe đâu. Thì các bạn hãy lấy đây là một cái thế mạnh của mình. Khi mà các bạn biết đàn biết hát á, thì các bạn hãy tỏ tình với cái người con gái mà bạn yêu. Thì bạn không nên mà cứ giữ mãi một cái tình cảm trong lòng, đúng không? Thì hãy nói với cô ấy biết là bạn yêu cô ấy đến nhường nào. Thì trước tiên hãy đưa nàng đến một cái quán cà phê nào đó, hay bất kỳ một cái địa điểm nào mà bạn có thể là thể hiện cái tài ca hát của mình. Có nhiều anh chàng hát rất là hay nha các bạn. Các bạn hãy chuẩn bị trước một ca khúc để thật là ngọt ngào, thật là lãng mạn, chủ đề bài hát có liên quan đến lời tỏ tình. Rồi các bạn nên nhờ cái ông chủ quán á, nhường sân khấu này cho các bạn ít phút đó. Đây là lên là làm một phát là dính liền luôn nha. Thì đây là cái thời gian tốt nhất mà bạn biết được cô ấy có thể trở thành cái người yêu của bạn hay không đó nha. Thì sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ bạn. Trời, gặp mình mà ai lên hát tỏ tình kiểu đó mình còn mê chết đó nha các bạn. Chứ không riêng gì mà cái người mà bạn yêu đâu, ai cũng thích vậy hết á. Khi mà bạn hát như vậy thì thỉnh thoảng đó là cái người con gái bạn yêu á, họ sẽ rất là ngại ngùng. Thì lúc này thì hãy nắm thật chặt cái đôi bàn tay của cô ấy để mà cô ấy có thể là tin tưởng bạn hơn nữa. Trời, tôi nói mà tôi nổi hết da gà luôn mấy bà. Trời ơi, sao mà lãng mạn quá. Thứ ba, bí quyết thứ ba đó là đi dạo và nói lời thành thật nhất. Đó, cái này khá đơn giản đúng không? Rủ nhau đi dạo, rủ nhau đi vòng vòng chơi thôi. Cái người con gái mà bạn yêu á, là một thí dụ như là một người con gái mà giản dị nè, đáng yêu nè, thì lựa chọn tốt nhất cho cái lời tỏ tình của bạn là đi dạo nha các bạn. Đi dạo và nói ra những cái lời yêu, những cái lời tỏ tình á, chân thật nhất. Những cô nàng có tính chất nhẹ nhàng như thế này thì không cần bạn phải nói nhiều, thì cái trong lòng cô ấy cũng sẽ biết và cũng sẽ nghĩ là bạn cũng hiểu được cái trái tim của bạn đang muốn nói gì nha. Thì các bạn hãy làm cho cô ấy cảm động bằng cái sự chân thành và trái tim ấm áp.
ấm áp của các bạn đó. Thứ tư đó là chúng ta sẽ tỏ tình một cách là tạo bất ngờ. Bất ngờ thì ai cũng thích rồi đúng không? Thì bạn có thể là tạo ra những cái bất ngờ cho cô nàng bằng cách là rất đơn giản, đó là bạn xuất hiện một cách bất ngờ khi cô ấy đến, như là qua cơ quan cô ấy làm việc, hay là trường học, hay là ký túc xá, chỗ nào mà có xuất hiện của cô ấy thì bạn cứ xuất hiện ở chỗ đó, và trên tay cầm một cái bó bông, một cái món quà hay là một cái gì đó để mà tặng đó mà. Thì ở chỗ này lưu ý một cái là bạn phải thực hiện một cái hành động này thật là nhanh và chuẩn xác, khiến cho mà cô ấy bất ngờ nha các bạn. Mà phải thật là bất ngờ ra mặt luôn á, chứ không phải tàn rồi nói là cô người ta được tỏ tình được, là không phải đâu nha. Thì cái cách tỏ tình chớp nhoáng như thế này đòi hỏi bạn phải là một người rất là tự tin, thêm một chút xíu là gọi là dũng cảm luôn nha. Nhưng mà chính vì thế đây là một trong cái cách tỏ tình mà mang lại cái hiệu quả nhất và cao nhất luôn nha các bạn. Trời ơi, ai mà tạo bất ngờ thì rất là vui, chịu liền. Điều thứ năm đó là tỏ tình một cách đơn giản và trực tiếp. Trời, cái này là ngon lành luôn nha các bạn. Cái này rất là thể hiện luôn á. Thì đôi khi các bạn không cần hoa mỹ, chỉ cần một chút không gian riêng tư của hai người đó nha các bạn. Nói chuyện với nhau một cách rất là bình thường, toàn tỏ tình với cô ấy ngay khi mà lúc có thể tạo những cái hiệu ứng vô cùng bất ngờ. Thì người ấy sẽ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi bạn mà buộc miệng tỏ tình với người đó. Đó, tỏ tình một cách rất là bình thường, trực tiếp, nói chuyện nhẹ nhàng thì người ta tiếp thu rất là nhanh và người ta đồng ý cũng rất là nhanh luôn các bạn. Nhiều khi cũng không cần phải mà cầu kỳ quá đâu nha. Thứ sáu đó là tỏ tình trong một cái khung cảnh gọi là lãng mạn. Mỗi lần tôi nói tới lãng mạn là bắt đầu hả tôi nổi hết da gà. Thì bạn có thể là rủ cái người mà bạn thích đến nơi riêng tư mà bạn chọn là đẹp, như là những cái cảnh mà gọi là khung cảnh thiên nhiên đó, hoặc là dưới đèn đường, hay là đơn giản là bạn tạo cái khung cảnh mà cho rằng là nó thật là lãng mạn, thì có thể là mang lại một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Thì chắc chắn là mình biết là sẽ rất là ngại ngùng, chưa quyết định được, nhưng có thể khiến cho người mà bạn thích rung động. Ở đây chúng ta sẽ có những cái lưu ý khi mà các bạn tỏ tình, chứ không phải các bạn muốn tỏ tình thì các bạn tỏ tình tầm bậy tầm bạ, người ta từ chối chết nha các bạn. Đó là lưu ý như thứ nhất, đó là cái những cái thời điểm phù hợp. Thì đây là cái điều khá quan trọng nha các bạn, bạn trong cái việc mà các bạn chọn cái thời điểm phù hợp để mà bày tỏ cái nỗi lòng của mình. Đây là một cái yếu tố quyết định đến sự thành bại của cái việc mà tỏ tình. Thì bạn không thể nào tỏ tình với một người mà bạn mà chưa hiểu về mình, cũng như là cố gắng gây ấn tượng không tốt ngay từ cái mà lần đầu gặp nhau, mà cái hệ quả sau đó đó là các bạn sẽ mất đi một người bạn. Thì các bạn hãy quan sát, để ý thật kỹ cho đến khi nào mà cảm thấy đôi bên mà thật sự có mà hiểu nhau nha các bạn, thì lúc đó các bạn phải chớp lấy thời cơ và tấn công ngay lập tức, thì khi đó cái khả năng thành công thì nó sẽ rất là cao. Thứ hai đó là các bạn không tỏ tình khi mà người ấy vừa chia tay. Thì bạn sẽ là một cái mà cái từ người ta gọi là thủ đoạn, đúng không? Nếu mà tranh thủ mà cơ hội mà trái tim của người ấy đang đau khổ mà để đè người ấy lên mà lựa chọn bạn, là lúc này bạn chỉ sẽ là một cái tấm lá chắn thay thế khi mà người ấy đang chìm trong cái cảm giác cô đơn, đúng không? Tình yêu không thực sự xuất phát từ cái những rung động của con tim thì khó đem đến hạnh phúc cho cả hai người trong cái cuộc sống của các bạn. Để mà tỏ tình thành công thì các bạn cần phải lựa chọn một cái thời điểm phù hợp và cân nhắc rất là kỹ trước khi mà quyết định. Thứ ba đó là các bạn phải sẵn sàng đối mặt với cái việc các bạn bị từ chối. Không phải tỏ tình lúc nào cũng thành công đâu nha các bạn. Tỏ tình thì cũng phải bị từ chối và các bạn phải đối mặt với cái việc này. Thì mặc dù là có thể bạn xác định được cái tình cảm của đối phương dành cho mình, tuy nhiên là cũng có thể có một lý do nào đó mà bạn vẫn có thể bị từ chối nha. Thì các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc này nha. Nếu mà cái việc các bạn có chuẩn bị kỹ càng thì mà khi các bạn bị từ chối thì các bạn không có cảm thấy mà mình quá là sốc luôn, hay là các bạn đổ lỗi cho bản thân hay là cho người ấy, hoặc là mất niềm tin, thì các bạn hãy nên nghĩ rằng bạn đưa ra cái lời tỏ tình thì phải xác định 50% là người ấy đến với bạn và 50% là người ấy từ chối bạn. Không có gì chắc chắn là 100% hết nha các bạn. Như vậy kể cả mà khi các bạn bị từ chối thì bạn cũng có thể cảm thấy là mình ổn hơn, ít ra bạn đã nói được cái cảm xúc của mình rồi nha. Điều thứ tư cần chú ý đó là các bạn phải chuẩn bị tốt trước khi mà tỏ tình. Thì các bạn phải tập luyện trước gương á, mình nghĩ là vậy, thật nhiều để mà có thể nói một cách thật là rõ ràng, thật là lưu loát, chứ không phải đến lúc đó rồi áp áo cũng không biết nói gì nha các bạn.
Tất nhiên là các bạn đừng có bày tỏ theo một cái cách mà mình gọi là trả bài, thì các bạn hãy nhớ đến một vài cái ý chính và diễn chúng bằng một cái cảm xúc, giống như là từ cái con tim mình ra, bằng cái ngôn ngữ riêng của mình nha các bạn. Và nếu có thể các bạn hãy truyền đạt tới người ấy bằng cái những cái lời nói thật là rõ ràng, để mà cái cô nàng hiểu được điều bạn muốn bày tỏ, điều bạn muốn nói, để cho hai cô ấy thấy được cái sự chân thành qua cái lời nói, những cái hành động mà bạn thể hiện. Thì ngoài ra yếu tố ngoại hình cũng rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn phải lựa chọn cho mình những bộ trang phục lịch sự nè, trẻ trung nè, sẽ khiến cho bạn và người ấy cảm thấy thêm gần gũi, thêm mà thân thiết hơn. Thứ năm đó là các bạn không nên tỏ tình nơi công cộng, nơi đông người nha các bạn. Các bạn có thấy những cái trường hợp mà tỏ tình nơi công cộng, nơi đông người rồi bị từ chối không? Trời đất ơi, quê chết mẹ luôn. Có rất nhiều bạn nam khi mà tỏ tình đều rất là thích hoa mỹ nha các bạn. Thậm chí là muốn tỏ tình ở những cái nơi mà gọi là trước mặt mọi người. Thì tuy nhiên bạn ấy lại không biết rằng điều này có thể là khiến cho các bạn nữ nghĩ rằng mình đang tạo cái sức ép với người ấy, đúng không? Không chịu thì cũng kỳ, mà chịu thì không thích. Cái kiểu giống như là các bạn ép người ta phải nhận lời cái tỏ tình của mình vậy đó. Vậy thì từ sự mà hoàn hảo vốn có mà bạn muốn có được á, thì bạn đã làm mất, thì thay vào đó thì cô ấy sẽ rất là chán ghét bạn. Và kết quả là bạn có thể bị từ chối ngay trước mặt tất cả mọi người luôn nha các bạn. Hay là cô ấy sẽ tế nhị hơn, nhận lời tỏ tình của bạn trước, và sau đó thì ở nơi mà không có người, có hai bạn, thì cô ấy lại từ chối. Vì vậy nếu mà các bạn muốn tỏ tình thì các bạn hãy tìm một cái nơi riêng tư, các bạn hãy tạo một bầu không khí thoải mái nhất có thể nha các bạn. Thứ sáu mà các bạn cần quan tâm nữa đó là không dồn ép. Không dồn ép người ta nha các bạn. Các bạn tỏ tình và rất muốn người ấy nhận lời, thì tuy nhiên vì tỏ tình không nên ép buộc người ấy trả lời nếu mà người đó chần chừ. Thì việc dồn ép có thể khiến cho người đó mà phản cảm với lại bạn đó, và đưa ra những cái lời từ chối luôn, ngay lập tức luôn. Các bạn hãy đợi và cho người ấy thời gian để mà người ta còn suy nghĩ nha. Thứ bảy đó là các bạn không tỏ tình lúc mà uống rượu. Người ta thường nói rượu vào lời ra, đâu có ai tin đâu các bạn. Thì đôi khi các bạn nghỉ rượu, mượn một chút rượu để mà có cái can đảm hơn để tỏ tình. Thì tuy nhiên việc lời tỏ tình lúc say rượu khiến cho cái lời tỏ tình của bạn không có giá trị. Vì bạn đang say rượu, người ấy sẽ không tin vào cái lời bạn nói, cho rằng bạn say rượu thì nói lung tung thôi. Chính vì vậy hãy bày tỏ cái tình cảm của mình khi đang mà còn tỉnh táo nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại.